Con muốn hỏi một chuyện nữa là khi mình khởi tâm thương tâm từ với một chúng sanh A hơn một chúng sanh B thì mình có tạo tội hay tạo nghiệp xấu gì không sư? Cái tâm từ khi chúng ta đang thực hành thì nó không có tự nhiên mà nó bình đẳng đâu. Nó sẽ có một vài chúng sanh mà chúng ta rải tâm từ nhiều hơn, nhưng mà một vài chúng sanh thì mình khó rải tâm từ hơn. Cái mục đích của việc rải tâm từ đó là mình khiến cho cái tâm của mình nó trở nên bình đẳng, tức là làm sao đó mình ráng, mình nỗ lực, mình rải tâm từ cho cái chúng sanh ít từ tâm hơn ấy. Mình rải cho họ để cho hai cái đối tượng đó nó bằng nhau, tức là cái người A và cái đối tượng B, cái tâm từ của hai đối tượng đó nó bằng nhau. Đây là sự nỗ lực khi mình thực hành tâm từ. Bởi vì khi mình làm như vậy đó, mình phá vỡ cái rào cản phân biệt giữa chúng sanh này và chúng sanh kia. Khi đó tâm từ mình mới gọi là tâm từ vô lượng nha, mới gọi là tứ vô lượng tâm. Và nhớ phân biệt giùm sư, tâm từ nó khác với tâm ái. Bữa sau thì làm ơn mấy câu hỏi này cũng gì chia nhỏ ra giùm sư.